Toán học ngày nay không mấy khi trực tiếp đi được vào các ứng dụng trong thực tiễn, mà thường phải ẩn sâu bên trong các ngành khoa học khác như sinh học, môi trường, tài chính, kinh tế, công nghệ thông tin, v.v. Một trong những ngành được coi là xu thế mới của khoa học công nghệ 4.0 đó chính là ngành khoa học mật mã. Có thể nói rằng hiếm có lĩnh vực nào mà vai trò của các công cụ toán học lại được thể hiện rõ ràng đến như vậy. Chính toán học đã làm nên cuộc cách mạng trong công nghệ mật mã. Trước hết là bằng sự hiện thực hóa các ý tưởng về mật mã khóa công khai mà các nhà mật mã chuyên nghiệp đã ấp ủ từ lâu, và sau đó là đưa ra một số kết quả của toán học tiếp cận với các ứng dụng trong thực tiễn. Đây sẽ là mảnh đất phù hợp nhất cho những người làm ứng dụng toán học để họ có thể đem hết năng lực ra cống hiến cho đất nước.